hoa bí vàng của tuổi thơ, nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ. Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài hoa bí cài vàng. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh Đồ Địa Sài Gòn. Hôm nay mình giới thiệu cho em một siêu phẩm đến từ Kenwood, model K700. Đây là một dàn gọi là trùm gần như cuối của các dòng Kenwood size nhỏ. Dòng này cao cấp anh em ha. Thiết kế mặt này mặt nhôm nha, nhôm cứng cáp như là đèn ông luôn. Cặp loa này thì loa 701 ha. Loa 2 bass 10 và một tép mica. Tiếng rất là hay. Gỗ này gỗ vô thịt cứng anh em nha, không phải là gỗ dán ép nhé. Cứng và cái hậu rất là sâu. Loa 60W một thùng anh em ha, là một cặp là 120W, kết nối bằng dắt bắp chuối, mạ vàng rất là đẹp ha, rất là nặng anh em ha. Dàn này âm thanh dễ mã 24 bit anh em ha, nên chất lượng cao, tuyệt đối là cao, tiếng rất là hay, rất là sắc sảo và chi tiết. Loa còn đẹp góc cạnh luôn. Vận chuyển về thì ở trên máy loa rất nhẹ nhẹ thôi, chút mình sẽ quay cho anh em thấy cái đó, nó không có xấu. Này, này cái trầy sơ, nó giấu giấu vậy thôi, trên đây cấn nhẹ nhẹ, còn lại là đẹp lên can luôn. Mà hơi nén thì rõ anh em ạ, tại vì ở ngoài nó hơi nắng nên mình không có. Này, chỉnh được bass chép trên máy luôn anh em ạ, đây là D-bass nè, D-bass là đi cái tổ bass ha, tăng nhiều 10 mức. Và đây là bass nè, bass được 12 mức. Có cái nữa thì bass chép, nút volume rồi nút chọn còn bóng loáng luôn, rất là đẹp. Nói chung dàn này còn rất là đẹp, mình chỉ mới có lâu sơ nước qua thôi nha. Dàn này giá thị trường là tầm 4 triệu mấy 5 triệu anh em ha, mình bán thì rẻ hơn giá thị trường nhiều. Đó, cái âm nhạc rất là hay, màn hình là có đèn nước nhảy theo nhạc ở đây anh em ạ. Lưới loa khá là đầy đủ. Mình đang thấy chức năng MD đó anh em ha, mình thấy chức năng CD nha. Dùng CD bình thường nha, CD tự ghi này thôi, có mấy ngàn một phôi, không phải là CD gốc. Nếu anh em nào dùng CD gốc thì chất lượng nó sẽ cao hơn nữa, gấp nhiều lần. Đĩa MD mình cũng là đĩa MD thường, mình ghi đọc đĩa xuống thôi. CD đọc rất là tốt luôn ha. Anh em nào có tai nghe đây mà nghe cho nó thấy rõ cái sự nhạy mã bóng bít nó hay cỡ nào, chi tiết như thế nào ha. Sắc nét rõ ràng. Mình thấy được chức năng nhà mã quang nha, này rất là nhiều chức năng. Đây là chức năng đen, đen là digital in ha, nhà mã quang. Mở nhạc lên một đĩa xuống.
vắng anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cấp thì không thể nào thiếu chức năng nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình kết nối vào Bluetooth. Đặc biệt dàn này mình có cổng phono nữa mà. Cổng phono là cổng khuếch đại tín hiệu nhỏ vào từ đĩa than vân. Thì nếu mình tín hiệu mình lớn như cỡ điện thoại trở lên thì không nên kết nối cổng này, nó sẽ bị nhiễu bị rè nha. Đó thì anh em mà có đĩa than hoặc là tín hiệu cực nhỏ bỏ vào. Đấy, cổng tép và cổng AUX. AUX thì mình đã kết nối sẵn vào cái Bluetooth phía sau máy nha. Mở nhạc trên YouTube. Cực kỳ chi tiết luôn. Cao cấp Kenwood model K700, dàn loa K701 cao cấp, dàn cao cấp đứng top trong các dòng đầu địa của Kenwood, mặt ốp nhôm này, phay nhôm cứng cáp sang trọng anh em ha, các nút nhấn bóng loáng luôn, màn hình còn đẹp len can, chỉ có cấn nhẹ nhẹ phía trên loa nãy mình đã quay bên em xem sơ, không ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như chất lượng của dàn máy, chạy tốt các chức năng CD MD và có giải mã quang, giải mã dàn này tới 24 bit anh em ha, mình nhấn mạnh là rất là chi tiết. Bit càng cao thì cái độ chất lượng càng cao. Ngoài ra còn có AUX hoặc là tép nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình cấp với Bluetooth nghe cũng rất là hay. Dàn 2 bass 10 nha. Rồi trên đây là tép Mika, nên tiếng rất là hay. Anh em nào mua thì vui lòng liên hệ mình 0981 333 246. Anh em đăng ký kênh nhớ thông báo bên tay phải video những video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.